Chị em cô ấy cứ nghi kỵ nghĩ xấu về anh em nhà tôi ấy chứ. Chứ còn anh em tôi lúc nào cũng nghiêm chỉnh ấy nhá. Được rồi, ông dọa nạt tôi mãi rồi. Đợt này hai chị em tôi mà kết hợp với nhau thì hai ông này chỉ có chết. À, cái con mụ lúc nào cũng nhìn lại nhẹ nhàng, nói năng thì nhỏ nhẹ ở bật bên ấy. Lão chồng nhà mình hôm nay đi đâu nhỉ? Mùa màng đang bận rộn như thế này mà lúc nào cũng trốn việc với mấy cái ông kia. Hay da, nói mãi đến rát họng bỏng tai cũng chỉ thế thôi. Con vịt ấy thả ra sông nó còn biết đường về, chứ ai đâu như cái lão chồng nhà này. Sinh ra một tí là rượu chè. À, hay là cái lão này lão đại địa hộ đám cưới bản bên chưa về nhỉ? Mà hôm qua thấy lão nói là chưa xong được cơ mà. Trời ơi, thế này thì tôi biết tìm lão ở đâu đây. Chị ơi, chị đã chị về chưa? Ôi ôi, cô Sen à? Thế sao bảo ông nhà tôi đi với chú nhà cô đi đám cưới mà không thấy? Có đám cưới đâu mà hộ hả chị? Em nghi là... Thế cô nghi cái gì? Ấy da, cái lão này, lão mà dám chim chuột thì chết với tôi. Chị có nghĩ là hai lão đi với nhau không? Chị này, em có cách rồi. Đúng đấy, giờ chị em mình tiến hành ngay thôi, không kịp muộn đấy. Được cái lão chồng nhà em thích rượu chè lắm cơ. Cái việc đồng áng thì tránh nào hết cả ra. Lão ấy mà mê con mèo bản bên kia nữa thì coi như là xong đấy chị ạ. Mèo à? Mèo nào? À, cái con mụ lúc nào cũng đi lại nhẹ nhàng, nói năng thì nhỏ nhẹ ở bản bên ấy, cắm sừng trên đầu chồng nó. Chả thế mà lão chồng nhà em lúc nào cũng bảo em là ác như con cọp ấy. Em bực lắm ấy rồi. Tôi cũng lo lắm, mà tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào được. À, chị ơi, thế nhá, em bây giờ em về đi thăm đồng cái đã. Có gì là chị ới em ngay đấy nhá. Ừ, thế cô về đi. Dạ vâng, em chào chị. Được rồi, ông dọa nạt tôi mãi rồi. Đợt này hai chị em tôi mà kết hợp với nhau thì hai ông này chỉ có chết. Ôi, tôi đang ở đâu thế này? Ở đâu mà anh không biết à? Ôi, chị ơi, nước không? Nước không? Đây, đây, nước này, nước đây. Ôi. Cô là ai? Đỡ chưa? Anh thấy đỡ thế nào chưa? Cô là ai đấy? Bác không nhận ra em là ai à? Bác làm sao mà say ra nông nỗi thế này? Bác làm cho bác gái lo lắng lắm đấy. Ô, chết thật, tôi lại không nhận ra cô Sen nữa. Mà tôi đang ở đâu thế này nhỉ? Bác gọi em thì em biết hỏi ai? Để tôi nhớ lại nào. Ơ mà đúng là tôi có đi cùng chồng cô thật. Đi đâu? Bác đúng là làm tôi thất vọng quá. Lại đi tìm mèo bản bên chứ gì? Ấy,
chó mèo gì đâu. Ôi xưa. Chị em cô ấy, cứ nghi kỵ nghĩ xấu về anh em nhà tôi ấy chứ. Chứ còn anh em tôi lúc nào cũng nghiêm chỉnh ấy nhá. Ôi mà chiếc dép tôi đâu nhỉ? Thế em hỏi bác, hai anh em bác đi cùng nhau từ hôm qua đến giờ. Bác thì say nằm bờ bụi thế này. Thế còn nhà em đâu? Em đang nóng ruột lắm đây. Ôi dồi ôi, chết rồi. Sao sao? Ai chết? Ui, bác làm em vỡ tim mất rồi. Tôi với chú nhà cô. Ôi giời, bác cứ như thế này thì em biết phải làm sao? Tìm chồng ở đâu bây giờ? Cô phải thật bình tĩnh để tôi nghĩ lại, từ tôi nghĩ lại nhé. Ôi trời, trong lòng em đang như lửa đốt thế này mà anh cứ bảo em bình với chẳng tĩnh. Em phải đi gọi chị nhà anh mới được. Bà. Đi đầu suốt từ hôm qua đến giờ hả? Tôi tìm ông mãi. Ông như thế tìm chim. Cô Sen bình tĩnh này. Có chuyện gì chị? Tôi có tin cho cô đây. Tin gì đấy chị? Chị nói nhanh lên. Mọi người vừa đưa chồng cô đi vào bệnh viện cấp cứu rồi đấy. Chồng em bị làm sao mà phải đi viện? Chị nói nhanh lên nào. Còn làm sao cái gì nữa? Làm bạn với ma men. Mà thấy ông Thanh với thằng Tú bảo uống cái rượu thuốc gì đấy. Hay giờ. Mà các ông ấy chỉ uống sướng cái mồm rồi làm khổ gia đình thôi. Thì có ai biết đâu, cứ có rượu thì uống thôi chứ ai lại nghĩ. Thế cái ông này sự tình thế nào mà giờ thì người thì say rượu nằm bờ bãi thế này, còn người thì đi cấp cứu. Ông nói tôi nghe thử xem nào. Thì anh em tôi rượu đám cưới, ông cháu của ông Thanh ấy bảo là có cái chai rượu ngâm mít củ gì đó đào từ rừng về, bảo là đổ bổ cho cánh đàn ông. Thế là mấy anh em tôi mấy người uống mấy chén. Đấy, cứ trốn vợ trốn con thì đàn đúng uống rượu. Lần này á, mà không bỏ được cái tật uống rượu thì em sẽ bỏ chồng ấy. Em không thể chịu được nữa rồi. Thì cô cũng phải thông cảm cho anh em chúng tôi chứ. Đàn ông mà. Thông cái gì? Bạ cái gì cũng uống. Thuốc ngâm từ củ rừng à. Không nào cũng đi uống rượu như các ông thì còn sức đâu mà lao động. Rồi à. Thôi mà, nếu tôi có làm sao ấy thì mình cũng có vui đâu, phải không? Nói ông không nghe, cứ uống rượu nhiều chỉ có chết thôi, chứ tôi chả thương ông được đâu. Ừ, tôi biết lỗi rồi, có mẹ nó ở đây với cả có cô Sen nữa, từ giày trở đi quyết tâm tôi không uống rượu nữa. Anh hứa đấy nhá, ít nữa lại bảo chị em tôi ác như con cọp ấy. Ông mà chừa được rượu cơ à? Tôi á là tôi không tin. Mẹ nó cứ tin tôi đi mà, nếu biết uống rượu mà suýt mất mạng mà ảnh hưởng đến nhiều người như thế này á thì tôi đã bỏ rượu từ lâu rồi. Từ nay tôi xin chừa. Em tin anh, sau cái đợt này ấy, thì bác phải là người đầu tiên động viên cánh đàn ông trong bản mình bỏ hết rượu đi đấy nhá. Ông nhớ chưa? Nào, bây giờ chúng ta cùng vào bệnh viện xem ông chồng em thế nào đã nào. Nhất định bỏ rượu rồi. Nào, chúng ta đi thôi. Nào, chúng ta đi nào.